Đây là một chi tiết khác lạ đối với những dòng xe khác. F1000R 2021 được trang bị sẵn bộ xích M Performance, nhôm xích M Performance màu vàng, nhìn rất chất và thể thao. Wow. Khung sườn của nó được thiết kế tương tự F1000R 2021. Những mối hàn kia nó đã từng gây scandal là tại sao BMW gây hàm xấu thế. Các bạn thấy thế nào, có xấu không? Nhìn trực diện cơ bắp lực lượng, bắt đầu nhìn thấy F1000R 2021 thì ấn tượng là ngầu đét chỗ ngồi sau, yên sau, hốc gió khí động học. Đây là chỗ để bỏ yên. Đèn xi nhan thiết kế hoàn toàn mới, cả trước cả sau. Nhìn từ góc này thấy rất kỳ, là sexy. Wow.